Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thì giờ nghe lời của Chúa. Cũng rất là vinh hạnh được chia sẻ lời Chúa cùng với Hội Thánh Chúa ngày hôm nay. Và tôi xin phép sẽ chia sẻ đoạn Kinh Thánh ở trong thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 9. Xin phép hỏi ông bà anh chị em một câu hỏi như thế này. Chúng ta thử nghĩ một chút xem điều gì là quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Điều gì là quan trọng nhất trong đời sống của ông bà anh chị em chúng ta? Cứ thầm nghĩ trong đầu thôi nhé. Và bởi vì thầm nghĩ trong đầu không ai đọc được cái ý nghĩ của mình, cho nên mọi người nghĩ thật nhé. Thành thật với chính mình là cái điều gì đang mình coi là quan trọng nhất trong đời sống của mình. Vâng, tôi đoán là chắc phần đa chúng ta sẽ nghĩ đến cái điều mà chúng ta đang thiếu. Cái điều mà chúng ta thiếu thì chúng ta thường coi nó là điều quan trọng nhất trong đời sống của mình. Ai mà đang thiếu tiền thì chắc là nghĩ tiền rất là quan trọng. Ai mà đang thiếu tình thì chắc là nghĩ tình rất quan trọng. Ai mà đang thiếu sức khỏe thì nghĩ rằng là sức khỏe rất quan trọng. Nhưng nếu mà có những cái đó rồi thì cái gì đấy nhỉ? Cái gì là cái điều quan trọng nhất trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta? Và suy cho cùng, cái gì là cái mà thật sự quan trọng trong đời sống của mỗi một chúng ta? Các tập đoàn đôi khi chúng ta nghĩ rằng là các cái xây dựng một cái tổ chức lớn là điều, hoặc là một công ty lớn là điều thật là quan trọng, đặc biệt đối với những ai mà có thiên hướng về sự nghiệp, ai mà thiên hướng về gây dựng công danh sự nghiệp, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là các tập đoàn, các cái tổ chức lớn mà chúng ta góp phần xây dựng sẽ là rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là rất nhiều những tập đoàn đã từng vô cùng tên tuổi mà bây giờ đã bị sụp đổ. Chẳng hạn tôi lướt mấy cái tựa đề bài báo thôi, 70 năm xây dựng, 10 năm sụp đổ của tập đoàn Toshiba, chắc là mọi người cũng nghe đã từng rất nổi, bây giờ đã bị sụp đổ. Nokia từ thống trị thị trường điện thoại đến sụp đổ ra sao? Rất nhiều những cái tổ chức, những cái tập đoàn nổi tiếng như vậy bây giờ đã trở nên sụp đổ. Rồi thậm chí những nền văn minh vĩ đại, đôi khi đã trong trong lịch sử đã từng có những cái nền văn minh cực kỳ vĩ đại, nhưng mà rất nhiều nền văn minh vĩ đại đã sụp đổ. Văn minh La Mã cực kỳ vĩ đại thời của Chúa Giêsu nhưng cũng đã sụp đổ. Vậy thì thực ra suy cho cùng, điều gì quan trọng nhất, điều gì là cái điều quan trọng nhất trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta? Có một cái nghiên cứu của một giáo sư của một trường đại học ở Mỹ. Và đây là một cái nghiên cứu mà người ta nói rằng được được kéo dài lâu nhất trong lịch sử nghiên cứu về xã hội. Tức là ông này, ông ấy tiến hành cái nghiên cứu này được tiến hành kéo dài hơn 70 năm lận. Kéo dài hơn 70 năm. Và người ta truy vết, tức là theo dõi có cái hồ sơ của hơn 700 người từ lúc thời niên thiếu. Và tại vì cái nghiên cứu này kéo dài rất là dài, 70-80 năm, và truy cho đến tận các cái giai đoạn phát triển của cuộc đời của những cái con người này cho đến lúc thậm chí là tuổi già và sau đó qua đời. Và cái mục đích của cái nghiên cứu này đó là đặt ra câu hỏi là cái gì là cái mà khiến cho con người ta thấy được thỏa mãn và thấy được hạnh phúc nhất. Từ thời thơ ấu lớn lên đi học rồi đi làm vân 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 vân. Người ta theo dõi toàn bộ hồ sơ của những cái con người này và phỏng vấn thường xuyên liên tục để trả lời cho câu hỏi là cái mà khiến cho người ta cảm thấy thỏa lòng, thỏa mãn, khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Và thậm chí cái nghiên cứu này cũng đã được trình bày ở trong cái chương trình, một cái chương trình rất là nổi tiếng và TED Talk đã được trình bày trên này. Và anh chị biết sao không? Cái kết luận của cái nghiên cứu này là như thế này: xã hội của chúng ta nhấn mạnh nhiều vào của cải và nghiêng về công việc. Không chỉ Việt Nam, phương Tây cũng như vậy, mà Việt Nam thì càng như vậy. Chúng ta thiên về của cải và nghiêng về công việc. Tuy nhiên, hết trường hợp này đến trường hợp khác, trong hơn 75 năm nghiên cứu này, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những người ổn hơn cả đó là những người ổn hơn cả là những người lại có mối quan hệ tốt. Mối quan hệ trong gia đình tốt, mối quan hệ với bạn bè và mối quan hệ với cộng đồng. Tức là cái nghiên cứu này chỉ ra rằng thật sự là như vậy chứ không phải là lý thuyết nữa. Tức là các cái mối quan hệ với con người,
tốt lại là cái yếu tố quyết định cái mức độ hạnh phúc, mức độ thỏa mãn của đời sống mỗi một con người chúng ta. Và nghiên cứu này cũng cho thấy rằng để mà con người mà thực sự hạnh phúc, thực sự thỏa mãn và thậm chí là thực vụ cái tuổi thọ trung bình được lớn hơn, được thọ hơn đó, thì thường người ta quan sát thấy đó là những con người mà có những cái mối quan hệ gần gũi và mối quan hệ chất lượng. Không phải là số lượng các mối quan hệ, có thể là ít mối quan hệ, nhưng mà là những mối quan hệ gần gũi và những mối quan hệ chất lượng. Những con người mà có tuổi thọ trung bình lớn hơn cũng là những con người có hôn nhân vững chắc. Nếu mà hôn nhân vững chắc thì thường thường là có thể dẫn tới cái tuổi thọ cao hơn. Thậm chí người ta còn chỉ ra rằng người mà có hôn nhân hạnh phúc thì trung bình là sống thọ hơn là người độc thân. Cho nên ở đây mà có ai mà còn độc thân mà muốn sống thọ thì cũng tìm cách để có hôn nhân. Tuy nhiên cái người độc thân lại tuổi thọ trung bình lại cao hơn cái người mà có hôn nhân nhưng mà xung đột. Tóm lại là hôn nhân mà xung đột có thể làm cho chúng ta tổn thọ, đúng không? Nhưng mà hôn nhân hạnh phúc thì có thể khiến chúng ta có tuổi thọ cao hơn. Và cuối cùng cái áp dụng thực tế của cái nghiên cứu này đó là người ta đưa ra lời khuyên như thế này: chăm sóc cho cơ thể, như tập gym rồi ăn uống chế độ ăn uống cho nó hợp lý là cái điều tốt. Nhưng lưu ý này, nhưng chăm sóc cho các mối quan hệ cũng là một hình thức chăm sóc bản thân. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc bản thân, đúng không? Nhưng mà người ta khuyên rằng là tất nhiên chăm sóc cho cơ thể, ăn uống tập thể dục là tốt rồi. Nhưng mà chăm sóc cho những cái mối quan hệ mà chúng ta đang có cũng là một hình thức chăm sóc cho bản thân. Khi tập hợp tất cả những gì chúng tôi biết về họ ở độ tuổi 50, không phải mức độ cholesterol ở tuổi trung niên dự báo họ sẽ ra sao lúc tuổi già, mà là mức độ thỏa mãn của họ trong các mối quan hệ. Những người thỏa mãn nhất trong các mối quan hệ ở độ tuổi 50 là những người khỏe mạnh nhất ở độ tuổi 80. Cho nên lấy ví dụ, ai đó mà đang ở độ tuổi 50, đúng không? Thì người ta khuyên rằng là một trong những hình thức để chúng ta chăm sóc cho chính chúng ta về lúc tuổi già cho mạnh khỏe, đó lại là chăm sóc cho các cái mối quan hệ mà chúng ta đang có. Như anh chị em có để ý thấy, đôi khi tôi thấy có những người độ tuổi 50 rồi bắt đầu, nhưng mà tất nhiên là bắt đầu thường thường ở tuổi 50 trở lên là bắt đầu chăm lo, có những cái triệu chứng về sức khỏe rồi và bắt đầu chăm lo đến sức khỏe rồi. Nhưng mà có nhiều người xung đột với vợ cứ để kệ thôi đã. Cái quan trọng là thực ra thế, xung đột với vợ thì càng đi đến phòng gym, đúng không? Càng ăn uống điều độ, càng tập thể dục, các thứ vân vân. Có thể một số người như vậy để chăm lo cho bản thân. Nhưng mà người ta lại khuyên rằng là cải thiện cái mối quan hệ, sửa đổi cái mối quan hệ và cải thiện mối quan hệ với người thân của chúng ta lại cũng là một cái hình thức mà chăm sóc cho chính bản thân của chúng ta. Dạ. Và như vậy một lần nữa, cái nghiên cứu này cho thấy rằng chính những cái mối quan hệ mà chúng ta có trong cuộc đời lại là cái điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Suy cho cùng không phải tổ chức chúng ta xây dựng, thậm chí cũng không phải số tiền chúng ta kiếm được, mà những cái mối quan hệ với những người thân yêu mà chúng ta có trong cuộc đời này sẽ lại là yếu tố quan trọng nhất. Thực ra suy cho cùng cái điều đó tôi nghĩ rằng cũng rất là đúng với lại Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng nói rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn ba điều còn lại. Và đó là đức tin, đó là sự trông cậy và đó là tình yêu thương. Và tất cả ba điều đó đều liên quan đến con người, đều liên quan đến những cái giá trị, cái linh hồn của con người, đúng không ạ? Và con người, mối quan hệ của chúng ta là cái điều vô cùng quan trọng ở trong cuộc sống. Điều này cũng rất hợp với cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Và bây giờ thì tôi sẽ chiếu lại cho anh chị em chúng ta đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã vừa đọc đó. Đoạn Kinh Thánh này nói thế này: tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời về anh em, như lời chứng về Đức Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền cho đến cuối cùng, để khỏi bị quả trách trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em đến
Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. Chúa biết, Chúa đã tạo nên chúng ta và Chúa biết rõ là cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta, cái điều mà quyết định quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta, đó chính là các mối quan hệ. Và đây Chúa nói rằng Chúa gọi chúng ta, Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng trung thủy, và Ngài gọi chúng ta đến với sự thông công. Thế nào là thông công? Thông công có nghĩa là có một cái mối quan hệ thật sâu sắc. Thông công có nghĩa là một mối quan hệ chia sẻ thật sâu sắc. Đôi khi chúng ta nói rằng hôm nay hội thánh có thông công là chúng ta ngụ ý là hôm nay sẽ được ăn, đúng không ạ? Và tất nhiên trong cái cách nói nôm na của chúng ta là như vậy, nhưng mà vì sao ăn với nhau? Là bởi vì muốn xây dựng mối quan hệ với nhau. Còn nghĩa của từ thông công có nghĩa là một mối quan hệ thật sâu sắc. Nó không chỉ bao gồm ăn với nhau mà còn cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chia vui, cùng chia buồn, cùng giúp đỡ nhau vượt qua mọi những cái điều mà chúng ta gặp phải, quan tâm đến những ao ước, quan tâm những ước muốn của nhau. Và đây lời Chúa nói rằng Chúa là đấng trung thủy, là đấng thành tín. Ngài kêu gọi chúng ta đến với một mối quan hệ sâu sắc cùng với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. Anh chị em có thể đặt câu hỏi là vì sao tôi vừa mới nói mở đầu cái phần chia sẻ của mình bằng cách là nói về cái tầm quan trọng của mối quan hệ của chúng ta với những người khác, những mối quan hệ chất lượng của chúng ta với những người khác, những mối quan hệ mật thiết gần gũi với những người khác, mà bây giờ lại đọc cái câu nói về việc là Chúa kêu gọi chúng ta đến với mối quan hệ sâu sắc cùng với chính Ngài. Tại sao lại là như vậy? Dạ, tại vì thế này, tại vì thưa ông bà anh chị em, một cái mối quan hệ tốt, mối quan hệ sâu sắc cùng với Chúa sẽ là cái nền tảng, sẽ là cái nền tảng, sẽ là cái bệ đỡ cho mối quan hệ của chúng ta cùng với người khác. Suy cho cùng cả cuộc đời chúng ta, rất đúng như cái nghiên cứu vừa rồi đã khẳng định và Kinh Thánh đã nói điều này từ lâu lắm rồi. Suy cho cùng cuộc đời của chúng ta quan trọng nhất là mối quan hệ. Mối quan hệ với Chúa và mối quan hệ với con người. Đúng không ạ? Cho nên khi hỏi rằng điều răn nào là lớn nhất trong Kinh Thánh, Chúa Jesus đáp: một là hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Tức là tóm lại, quả thật đúng như là điều mà chúng ta, người ta đã chiêm nghiệm. Đối với chúng ta, đối với con người chúng ta thì điều quan trọng nhất đó là mối quan hệ với Chúa và mối quan hệ với người. Yêu Chúa và yêu người. Nhưng mà ở đây Chúa Jesus nói rõ là ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Quan trọng hơn hết là điều răn gì ạ? Là mối quan hệ với Chúa, yêu Chúa. Nó phải theo đúng thứ tự này anh em ạ. Tôi đã chiêm nghiệm là nếu lúc nào mà tôi làm lật ngược lại cái thứ tự này á, là đời tôi sẽ gặp rắc rối. Yêu Chúa này và yêu người. Nhưng mà yêu Chúa trước và sau đó dẫn đến gì đấy? Yêu người. Còn tất nhiên khi mà yêu Chúa thật á, thì hẳn phải dẫn đến yêu người. Yêu người là bằng chứng của việc chúng ta yêu Chúa. Đó. Và ngày hôm nay thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái việc xây dựng cái mối quan hệ sâu sắc cùng với Chúa là cái nền tảng cho mọi mối quan hệ khác trong đời sống của chúng ta. Nếu mà cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa không được sâu sắc, không được mật thiết càng ngày càng hơn, thì thậm chí là mối quan hệ với con người cũng sẽ có những lúc mà gặp rắc rối. Nói thật với anh chị em này, mặc dù chúng ta vừa nói là xây dựng mối quan hệ với con người là vô cùng quan trọng, anh chị em cứ thử nghĩ lại xem, một trong những điều mà chúng ta mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui nhất trong cuộc sống có đúng là liên quan đến mối quan hệ không? Bây giờ mà tôi hỏi các anh rằng đâu là những cái khoảng khắc vui nhất trong đời sống của các anh, chắc là các anh sẽ nghĩ đến cái khoảng khắc mà được các cô mà các anh yêu á trả lời là đồng ý, đúng không? Yeah. Được cái người mà chúng ta yêu nhận lời chúng ta, nhận lời cũng yêu lại chúng ta, hẳn đó là cái khoảng khắc khó quên. Và chúng ta thăng hoa, chúng ta hạnh phúc nhất trong khoảng khắc đó, đúng không ạ? Nhưng nếu bây giờ tôi hỏi lại là cái gì mà khiến cho anh em buồn nhất trong cuộc đời của mình? Thì tôi nghĩ rằng có lẽ một trong những khoảng khắc mà khiến chúng ta buồn nhất đó là lúc mà bị cái cô mà mình yêu ấy đá, đúng không? Thất tình và chúng ta cảm thấy vô cùng buồn thảm, đúng không ạ? Và nếu bây giờ mà tôi hỏi các bậc là cha là mẹ ở đây, đâu là cái khoảng khắc vui nhất trong cuộc đời của các bậc cha mẹ? Tôi cũng là bố, tôi biết. Vâng, chắc chắn rồi.
cái khoảnh khắc mà tôi biết rằng là tôi sắp có con, hoặc cái khoảnh khắc khi mà đứa con tôi nó chào đời. Ôi, cái khoảnh khắc nó cực kỳ hạnh phúc và không thể nào mà quên được. Cho nên quả thật là mối quan hệ là cái mà góp phần mang lại cái hạnh phúc lớn lao nhất trong đời sống của chúng ta. Nhưng bây giờ ngược lại hỏi lại, cái gì khiến cho đời chúng ta buồn thảm nhất thì nó lại cũng là có thể là mối quan hệ. Tôi đã từng gặp một số những bậc cha mẹ, có những bậc cha mẹ mà thực sự là tan nát vì con. Những cái đứa con mà mình bao nhiêu kỳ vọng, mình bao nhiêu yêu thương mình dồn vào nó, nhưng bây giờ nó lớn lên và nó hư đốn, thì cái đó thực sự là làm tan nát lòng của những người làm cha làm mẹ. Cho nên anh chị em, quả thật là mối quan hệ là cái mà có thể cho chúng ta hạnh phúc lớn nhất, nhưng lại cũng có tiềm năng cái mà cho chúng ta hạnh phúc lớn nhất thì cũng có nguy cơ làm cho chúng ta đau khổ tật bật. Và vì vậy cho nên mối quan hệ với Chúa, anh chị em, phải để nó là nền móng, phải để nó là nguồn, và phải để nó là bệ đỡ cho các cái mối quan hệ của chúng ta với người khác. Tại sao tôi nói nó là nguồn? Tại vì nhiều lúc cái tình cảm của chúng ta với người khác nó cũng bị cạn kiệt. Nhưng mà đến với Chúa thì Chúa vẫn luôn luôn có cái nguồn tình yêu dành cho chúng ta. Tại sao tôi nói là bệ đỡ? Tại vì khi mà cái mối quan hệ của chúng ta với người khác nó đổ vỡ, nó khiến cho chúng ta chạnh lòng, nó khiến cho chúng ta cảm thấy bị tổn thương, thì ở đâu đây chúng ta có thể tìm thấy được cái bệ đỡ cho cái linh hồn đang bị tổn thương của mình? Mối quan hệ với Chúa. Tôi thú thật là cũng rất nhiều lúc trong cuộc sống của mình tôi cũng đã trải qua những cái khoảnh khắc mà bị hụt hẫng trong mối quan hệ với người khác. Nhưng lúc bây giờ mình lại quay trở lại với Chúa. Và Chúa giống như cái bệ đỡ lò xoay, cái đệm cao su vậy ha. Tức là mình có rơi xuống mà mình vẫn được an toàn. Có thể đôi khi là mối quan hệ với người khác khiến cho mình bị rớt trong cái mối quan hệ với người khác. Nhưng mình rớt xuống mà mình vẫn an toàn. Tại vì ở dưới này, mối quan hệ với Chúa vẫn là nền tảng, vẫn là bệ đỡ cho mình trong mọi mối quan hệ khác. Cho nên quả thật là đúng đắn khi mà Chúa Jesus nói rằng ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn nhất. Đó chính là mối quan hệ với Chúa. Mối quan hệ với Chúa là bệ đỡ, là cái điều răn thứ nhất và là điều quan trọng nhất. Mặc dù chúng ta biết rằng mối quan hệ thực sự là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Thế và khi mà xây dựng mối quan hệ với Chúa đó, cũng tương tự như vậy ở đây này anh chị em, trong cái đoạn kinh thánh này, từ câu 4 đến câu 5, Phaolô nói rằng là Chúa đã ban cho những anh em ở Corinto rất nhiều những ơn. Rồi từ câu 7 đến câu 8, Phaolô nói rằng là Chúa sẽ làm mọi cách để cho anh em không bị quở trách trong cái ngày mà gặp Chúa Giêsu Christ. Tóm lại là Chúa ban ơn cho chúng ta, rồi Chúa sửa phạt chúng ta để chúng ta được thay đổi. Nhưng suy cho cùng để mục đích gì? Suy cho cùng để mục đích là gì ạ? Là chúng ta xây dựng với mối quan hệ sâu sắc cùng với chính Ngài. Chúa ban ơn cho hội thánh không phải chỉ để cho có ơn. Chúa ban phước của chúng ta không phải chỉ để cho có phước. Chúa cũng sửa phạt chúng ta không phải chỉ bởi vì Ngài thích sửa phạt, mà bởi vì cái mục đích cuối cùng mà Ngài muốn nhắm đến, đó là để cho chúng ta có một mối quan hệ sâu sắc cùng với Ngài. Có lẽ chính bởi vậy mà mặc dù, thưa anh chị em, là Phaolô với hội thánh Corinto là có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều rắc rối, thế nhưng mà Phaolô vẫn viết được những câu như thế này, vẫn cư xử được rất yêu thương với hội thánh Corinto. Tại vì sao vậy? Tại vì ông hiểu rằng Chúa là đấng gọi chúng ta đến với mối quan hệ với Chúa và quan hệ với người khác. Và thưa anh chị em, để có một mối quan hệ tốt đó anh chị em, thì một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải biết cái vị thế của mình trong mối quan hệ đó. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn xây dựng một cái mối quan hệ tốt, chúng ta phải biết cái vị thế của mình trong mối quan hệ đó. Và tôi xin lỗi, đâu rồi, đây rồi. Chúng ta phải biết cái vị thế của mình trong mối quan hệ đó. Tôi biết có một số ông chồng, mặc dù được vợ rất là chiều, nhưng mà mối quan hệ chồng vợ lại vẫn rất bất ổn. Và một số ông chồng kêu ca này, đó là bởi vì là mặc dù tôi hiểu là cô ấy rất là thương tôi, cô ấy rất là yêu tôi, rất thương tôi,
nhưng mà nhiều khi một số cô vợ coi chồng như là con trai vậy. Còn thậm chí là chồng tắm ở trong nhà tắm mà vợ ở ngoài phải gọi với bà lã như anh nhớ tắm xà phòng cho nó sạch chứ không lại bị người ngứa, tức là coi coi chồng như là đối xử với chồng như là con chứ không phải là chồng. Và một mối quan hệ như vậy thì cũng không ổn được. Và nếu một ông chồng mà coi vợ như ô xin thì chắc chắn là cái mối quan hệ giữa chồng và vợ cũng lại không ổn được. Cho nên để một mối quan hệ chồng và vợ tốt thì chồng phải biết vị thế của mình là chồng, còn vợ là vợ, và vợ cũng phải biết vị thế của mình là vợ, còn người kia là chồng của mình. Đúng không ạ? Cho nên một mối quan hệ tốt thì phải biết cái vị trí của mình ở trong cái mối quan hệ đó. Tôi có đọc một cái quảng cáo của một cái chương trình, một cái phần mềm quản lý nhân viên. Tôi chưa có mua hoặc là cũng không có biết nội dung nào, nhưng mà tôi thấy cái quảng cáo này rất hấp dẫn. Và thực sự tôi mà làm doanh nghiệp chắc là tôi cũng mua cái phần mềm này chăng. Nó có một cái câu quảng cáo thế này là: làm bạn với nhân viên là sai lầm, nhưng khắc nghiệt với nhân viên là thất bại. Tức là nếu mà coi trong mối quan hệ công việc đó, mà cứ bạn bè cá mè một lứa thì rõ ràng công ty cũng không thể ổn được, đúng không ạ? Nhưng một ông sếp mà suốt ngày khắc nghiệt với nhân viên thì lại cũng không được. Thế vậy thì mối quan hệ như thế nào là vừa phải ở trong công ty? Chứng tỏ là mỗi một người thực sự phải biết cái vị thế của mình trong cái mối quan hệ đó, và vị thế của người kia trong mối quan hệ đó, thì cái mối quan hệ của chúng ta mới tốt được. Vậy áp dụng cái điều này trong mối quan hệ với Chúa thì ở đây anh chị em để ý này, Đức Chúa Trời là thành tín và Ngài gọi chúng ta thông công hay là xây dựng mối quan hệ sâu sắc với ai? Với con của Ngài. Nhưng mà con của Ngài có cái vị thế như thế nào với chúng ta? Thứ nhất này là Đức Chúa Jesus Christ, và thứ hai là Chúa của chúng ta. Cái vị thế của Chúa trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa mà chúng ta cần phải nhớ: thứ nhất, Ngài là Chúa Jesus Christ; thứ hai, Ngài là Chúa của chúng ta. Ngài là Chúa Jesus Christ có nghĩa là gì? Nếu chúng ta còn nhớ tên gọi và tước hiệu của Chúa, thì tên gọi của Ngài Jesus có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội. Còn Christ có nghĩa là được sức dầu để cứu chúng ta ra khỏi tội. Như vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ trong mối quan hệ với Chúa đó là Ngài là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và điều thứ hai chúng ta cần phải nhớ trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa đó là Ngài là Chúa của chúng ta. Như vậy trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta cần nhớ rằng Ngài là đấng cứu chúng ta và Ngài là Chúa của chúng ta. Để có một mối quan hệ tốt, tất nhiên cần phải có cả hai phía. Và cảm ơn Chúa là trong cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa, cái người khởi xướng mối quan hệ này không phải là chúng ta, hallelujah, mà là Chúa. Chính Chúa là đấng gọi chúng ta, chính Chúa là đấng mong muốn chúng ta có mối quan hệ cùng với Ngài. Và Ngài đấng cứu chúng ta ra khỏi tội để chúng ta có mối quan hệ cùng với Ngài. Thực ra thì chính vì tội lỗi của chúng ta, tội lỗi đã làm ngăn cách mối quan hệ, đúng không? Chứ nếu mà chồng mà không phạm lỗi gì với vợ thì mối quan hệ sẽ rất tốt đẹp. Vợ mà không phạm lỗi gì cùng với chồng thì mối quan hệ rất tốt đẹp. Nhưng mà khi phạm lỗi với nhau thì mối quan hệ bị rạn nứt. Và chúng ta bị rạn nứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài vẫn chủ động. Và Chúa Jesus Christ là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội để chúng ta có mối quan hệ cùng với Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có được mối quan hệ sâu sắc cùng với Ngài. Và anh chị em ơi, khi chúng ta nhớ đến việc xây dựng mối quan hệ với Chúa, hãy luôn luôn nhớ đến điều đó. Đó là Ngài là đấng cứu mình. Cho nên thứ nhất này là đừng bao giờ kiêu ngạo. Hãy luôn luôn nhớ rằng Ngài là đấng cứu mình. Chứ không phải bởi vì mình quá tốt đẹp cho nên là mình có mối quan hệ tốt với Chúa, không phải. Mà đơn giản là Ngài là đấng cứu mình. Nhưng đồng thời lại cũng đừng bao giờ quá tự ti: ôi con tội lỗi lắm, Chúa không thể có một mối quan hệ tốt với con được bởi vì con quá tội. Không, Ngài là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội. Cho nên dù chúng ta có tội lỗi như thế nào, chúng ta vẫn có thể xây dựng được mối quan hệ tốt cùng với Chúa nhờ Chúa Giêsu là đấng cứu chúng ta. Có một bài hát có lẽ rất nổi tiếng, bài thánh ca. Và đây là bài thánh ca được hát nhiều nhất trong lịch sử của Hội Thánh, thậm chí cũng nổi tiếng rất cả ngoài đời. Bài thánh ca này được hát nhiều nhất trong lịch sử Hội Thánh. Đó chính là bài Amazing Grace, hay dịch tiếng Việt có nghĩa là ơn lạ lùng đó. Lạ thay Chúa dáng ơn thiêng lạ lùng, chắc anh chị em cũng biết bài hát này.
Bài hát này là bài hát mà được nhiều người hát nhất, được trong, nói chung là trong trong kỷ lục luôn. Và cái tác giả của bài hát này là người có tên là John Newton. Ông này, ông ấy sinh ra trong một gia đình tin Chúa, mẹ ông ấy tin Chúa, tin kính lắm. Nhưng mà ông lại không yêu mến Chúa. Trong độ tuổi thiếu niên ông bắt đầu bỏ Chúa và sa vào rất nhiều những cái tệ nạn khác nhau. Sau đó thì ông ấy làm thủy thủ cho một con tàu, mà tàu đó là tàu buôn bán nô lệ, chở người nô lệ từ châu Phi sang Anh. Cho nên ông này, và khi mà trong cái, chúng ta biết là chủ nô lệ đối xử với nô lệ thì như thế nào rồi, rất là nhiều những cái tội lỗi khác nhau. Và trong một lần nọ, khi con tàu chở nô lệ của ông ấy đang đi trên biển đó, thì sóng rất là dữ dội, có một cơn bão rất lớn xảy ra và tàu đang bị nguy cơ là sẽ bị chìm. Jonathan lúc bây giờ rất sợ hãi, sợ chết. Và ông ấy nhớ lại cái đức tin mà mẹ ông đã nói, nhớ lại đến Chúa, nhớ lại cái đức tin mà mẹ ông đã kể. Và lúc bây giờ ông ấy cầu nguyện với Chúa và ông nói rằng Chúa xin cứu con. Và rất là kỳ diệu là sau cái lời cầu nguyện đó thì bão yên lặng và ông đã thoát chết. Và sau cái vụ này ông đã tin nhận Chúa và ông trở thành một con người tin kính Chúa lắm. Thậm chí sau này học thần học và trở thành mục sư. Và ông là cái người, một trong người bạn thân của ông, được ông truyền cảm hứng rất nhiều, chính là cái người mà khởi xướng trong cái phong trào giải phóng nô lệ, để cái bãi bỏ cái chế độ nô lệ ở tại Mỹ đó anh chị em. Thì chính là cái người bạn của John Newton này. Và khi ông về già rồi, thì ông có viết một câu như thế này, là mặc dù trí nhớ tôi đã kém lắm rồi, nhưng mà có hai điều tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Một là tôi là tội nhân rất xấu xạ, và hai là Chúa Jesus Christ là cứu Chúa rất vĩ đại. Cho anh chị em, trong cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa, hãy luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa là đấng cứu mình. Chúng ta sẽ không bao giờ gọi là đủ kinh nghiệm, đủ thâm niên, đủ sự khôn ngoan, đủ sự thánh khiết đến mức không còn cần Chúa là đấng cứu mình. Ngài vẫn luôn luôn là đấng cứu chúng ta. Và tạ ơn Chúa là đấng Chúa cứu Chúa vĩ đại. Cho nên dù chúng ta như thế nào đi nữa, vẫn hãy cứ quay lại mối quan hệ với Ngài. Bởi vì Ngài là đấng cứu chúng ta. Hallelujah. Cái vị thế của chúng ta trong mối quan hệ với Chúa là như vậy. Chúng ta là người được Chúa cứu, còn Chúa là đấng cứu chúng ta. Nhưng không chỉ như vậy, một điều nữa, và Phao-lô nhắc nhở chúng ta, Ngài là Jesus Christ, phải Chúa của chúng ta. Nhớ, Ngài là Chúa của chúng ta. Cho nên để có một mối quan hệ tốt cùng với Chúa, thưa ông bà anh chị, chúng ta lại cần phải nhớ rằng Chúa, Ngài là Chúa của chúng ta. Tại sao cần phải nhắc nhở điều này? Tại vì tôi để ý thấy rất nhiều khi không cẩn thận, thì tôi chỉ để Chúa là đấng cứu tôi thôi. Chúa ơi con hết tiền, Ngài cứu con. Chúa ơi con bệnh tật, Ngài cứu con. Chúa ơi con cãi nhau với vợ, Ngài cứu con. Tóm lại là chúng ta muốn Ngài cứu mình. Thế nhưng mà Chúa bảo là con ơi con hãy làm cái này đi, kệ. Chúa ơi con hãy làm cái kia đi, kệ. Chúa ơi con chịu khó cầu nguyện đi, kệ. Con ơi con chịu khó đi nhóm đi, kệ. Con ơi con chịu khó học lời Chúa đi, kệ. Tức là gì? Chúng ta để Chúa là đấng cứu mình, nhưng lại không để Chúa là Chúa của mình. Và thưa ông bà anh xem, để có một mối quan hệ tốt cùng với Chúa thì cần cả hai. Vừa để Chúa là đấng cứu mình, vừa biết rằng Chúa là đấng cứu mình, nhưng đồng thời phải vừa để Chúa là gì ạ? Là Chúa của mình. Vừa để Chúa là Chúa của mình. Cho nên mối quan hệ của chúng ta với Chúa, để xây dựng mối quan hệ này phải thể hiện qua sự vâng lời. Theo anh chị, thì ai là người có một mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa? Mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa được đo lường dựa trên điều gì? Đâu là cái chỉ số để cho chúng ta biết là mình đang có một mối quan hệ mật thiết cùng với Chúa? Có thể ai đó nghĩ rằng, à, tôi là người có mối quan hệ tốt cùng với Chúa khi tôi kiêng ăn nhiều. Ai đó có thể nói rằng, ô, tôi là người có mối quan hệ tốt cùng với Chúa khi tôi cầu nguyện nhiều. Ai đó có thể nói rằng, tôi là người có mối quan hệ tốt với Chúa khi mà tôi vận hành mạnh mẽ trong ân tứ. Ai đó có thể nói rằng, ô, tôi là người có mối quan hệ tốt cùng với Chúa bởi vì tôi rất rành Kinh Thánh, rất biết Kinh Thánh. Thưa ông bà anh chị em, tất cả những cái đó là tốt, cầu nguyện là tốt, kiêng ăn là tốt, có ân tứ cực kỳ tốt, biết Kinh Thánh
vô cùng tốt, nhưng chưa phải là chỉ số cuối cùng để quyết định chúng ta có mối quan hệ tốt cùng với Chúa hay không. Có một lần khi Chúa Giêsu đang đi giảng thì có mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng: "Này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Xong Ngài phán cùng họ rằng: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?" Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình và phán rằng: "Kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy." Chúng ta thấy không ạ? Chúa Giêsu đưa ra định nghĩa rất rõ ràng. Người nào làm theo ý muốn của Chúa, đó mới là người được coi là mẹ, là anh chị em của Chúa, tức là những người có mối quan hệ gần gũi, mật thiết cùng với Chúa. Như vậy, mối quan hệ mật thiết gần gũi cùng với Chúa được đo bằng sự vâng lời. Hoặc câu khác, chẳng phải hết những ai nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, không có mối quan hệ sâu sắc với các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tại sao tôi lại nói rằng kiêng ăn cầu nguyện là tốt, nhưng chưa phải là chỉ số cuối cùng của mối quan hệ? Người Pharisee kiêng ăn đều, người Pharisee cầu nguyện nhiều, nhưng họ không có mối quan hệ sâu sắc cùng với Chúa. Biết kinh thánh nhiều cũng chưa hẳn là chỉ số về mối quan hệ tốt với Chúa. Người Pharisee rất rành kinh thánh, nhưng lại không biết về Chúa Giêsu là đấng nhân vật chính của kinh thánh. Tại sao tôi nói rằng gì nữa? Ân tứ, đây cái câu kinh thánh này cho chúng ta biết điều đó đấy. Người này từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, nói tiên tri vân vân, nhưng mà Chúa lại nói rằng Ngài không biết họ. Cho nên tất nhiên ân tứ là tuyệt vời, kiêng ăn là rất tốt, biết kinh thánh là công cụ tuyệt vời, cầu nguyện cũng là rất tuyệt vời. Nhưng cái đó chưa phải là chỉ số cuối cùng của việc mối quan hệ với Chúa đang tốt hay không. Mà mối quan hệ tốt với Chúa lại được đánh giá bằng chỉ số gì đấy ạ? Suy cho cùng, chúng ta có đang vâng lời Ngài hay không? Cho nên có thể ai đó trong chúng ta đây, chúng ta nói rằng: "Ô, sao em thấy em chẳng có cái ân tứ nào cả. Em thấy em không được như người khác, không thấy có cái ân tứ nhiều như người khác." Câu hỏi đặt ra lại là: bạn có đang cố gắng vâng lời Chúa hay không? Có đang vâng lời Chúa hơn những ngày trước của chính bạn hay không? Và nếu như bạn vẫn đang cố gắng hướng tới điều đó, cầu nguyện cùng với Chúa và nhờ ơn Chúa để vâng lời Chúa hơn, thì chúc mừng anh chị em. Anh chị em đang là người cố gắng để xây dựng một mối quan hệ tốt cùng với Chúa, bất chấp cảm xúc và những thứ khác có thể như thế nào. Và hai cái này tôi thiết nghĩ nó giống như hai cái cánh của một cái máy bay vậy, cần phải rất cân bằng. Một mặt phải luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng cứu mình. Tại vì nếu mà chỉ nhấn mạnh đến vâng lời, tôi nói thật đến bây giờ tôi vẫn thấy mình không vâng lời một cách trọn vẹn đối với Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, dẫu con không vâng lời trọn vẹn với Chúa, Ngài là đấng cứu con, thập tự giá cho con được quyền có mối quan hệ sâu sắc cùng với Ngài. Được không ạ? Nhưng nếu như chỉ nhấn mạnh đến thập tự giá, nhấn mạnh đến Chúa cứu mình mà quên đến việc vâng lời á, thì rất nhiều khi thôi đằng nào Chúa cũng cứu con rồi, con chẳng cần phải vâng lời Chúa nữa. Không được. Cần phải cả hai cái đó. Cần luôn luôn nhớ Chúa là đấng cứu mình, nhưng đồng thời lại cũng luôn luôn nhớ rằng Chúa là Chúa của mình, để cho chúng ta vâng lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những cái ngày COVID đang diễn ra. Và tôi nghĩ rằng COVID thực sự sẽ là một phép thử. Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa thực sự sẽ là một phép thử. Người ta tiến hành một cái khảo sát, thì những cái này tôi cũng có chia sẻ trong buổi kiêng ăn tháp canh rồi phải. Là COVID ảnh hưởng như thế nào trên đức tin của tín đồ. Người ta khảo sát trên nhiều nước khác nhau. Việt Nam mình rất tiếc là không có cái khảo sát này. Nhưng mà nhìn chung cái khảo sát đó, tôi tóm tắt lại cái số liệu ở đây thôi nhé. Thì người ta cho thấy rằng như thế này. Đó là khoảng 40% nói rằng là cái tình cảnh COVID lại khiến cho đức tin của họ nơi Chúa trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng không? Khoảng 40% nói như vậy. Rồi thậm chí trong cái mối quan hệ với gia đình thì khoảng 30%
nói rằng mối quan hệ của họ với chồng và vợ tốt hơn nhờ Covid. Trong cái hoàn cảnh Covid, mặc dù có 8% nói rằng là mối quan hệ của họ với vợ hoặc chồng bị tệ đi trong cái bối cảnh Covid, còn 60% nói rằng chả ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Nhưng 30%, 40% nói rằng mối quan hệ của họ với Chúa được tốt hơn trong cái hoàn cảnh Covid. Và sau khi người ta điều tra kỹ hơn nữa là những cái người mà trả lời rằng mối quan hệ của họ với Chúa tốt hơn trong cái thời kỳ Covid thì thường cũng là những con người mà nói rằng mối quan hệ với Chúa là quan trọng nhất, đức tin nơi Chúa là quan trọng nhất trong đời sống của họ, đúng không ạ? Còn những cái người mà cái đức tin nơi Chúa nó không quá quan trọng, chỉ là một phần nhỏ trong đời sống của họ với Chúa thôi, thì nhiều người như vậy, đến 60% đó, là mối quan hệ của họ với Chúa không được cải thiện và thậm chí còn tệ hơn trong cái hoàn cảnh Covid. Và tôi cứ hay liên hệ thế này, giống như những người bị mắc Covid, một số người triệu chứng rất là nhẹ, giống như cúm thôi, thoáng qua thôi. Nhưng mà những cái người mà mắc Covid và có bị nguy kịch, có thể bị nguy kịch và thậm chí bị tử vong, thường là những người có bệnh nền. Và tôi cứ hay liên hệ nó, nếu mà mối quan hệ của tôi với Chúa, trong cái mối quan hệ của tôi với Chúa mà có bệnh nền ấy, trong ngoặc kép có bệnh nền ấy, thì đúng là Covid có thể, cái hoàn cảnh Covid khi mà không được đến gần với hội thánh, không được đến gần với anh chị em, có thể giết chết cái đức tin của tôi. Nhưng nếu mối quan hệ của tôi với Chúa tốt, nếu như tôi luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng cứu tôi là cũng luôn luôn nhớ rằng Chúa không chỉ cứu tôi mà Ngài còn là Chúa của tôi, để tôi cần phải học vâng lời Chúa, thì mối quan hệ của chúng ta với Chúa, dù trời nắng hay mưa, Covid hay không Covid, dù là cách ly giãn cách 1 tháng hay 2 tháng hay thậm chí 2 năm như ở một số quốc gia giãn cách đến 2 năm hội thánh không được nhóm lại, nhưng mối quan hệ với Chúa vẫn có thể tốt nếu như chúng ta biết luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng cứu chúng ta và để Chúa là Chúa của chúng ta, và nhớ rằng Chúa là đấng gọi chúng ta xây dựng mối quan hệ sâu sắc cùng với Chúa, và để mối quan hệ với Chúa là nền tảng cho mọi mối quan hệ khác trong đời sống của chúng ta. Và đó là điều mà tôi cầu chúc cho các tín hữu ở điểm nhóm của ông bà anh chị em chúng ta đây. Tôi cầu xin Chúa để mối quan hệ của chúng ta với Chúa sẽ càng ngày càng sâu sắc hơn, vì chúng ta càng ngày càng nhận biết rằng Chúa là đấng cứu mình bất chấp những tội lỗi của mình, nhưng đồng thời lại cũng nhớ rằng Chúa là Chúa của mình, cho nên sẽ càng ngày càng học cách để vâng lời Chúa hơn, và mối quan hệ của chúng ta với Chúa thật sâu sắc. Và tất nhiên mối quan hệ với Chúa sâu sắc hẳn cũng sẽ dẫn đến mối quan hệ với người khác tốt hơn, và thậm chí chúng ta được viên mãn, được hạnh phúc, thậm chí là sống thọ hơn trong cái quãng đời mà Chúa cho chúng ta sống ở trên đất này. Amen. Amen. Hallelujah.